Vâng ạ. À, phải nói rằng là mấy ông chồng thì ngồi bảo là cứ hôm nào cũng rực rỡ thế này phải là tàu đến đích không? Đúng không ạ? Kính thưa quý vị, mà cứ như thế này thôi, ngày mai vẫn trang phục này ra cửa hàng thì đảm bảo là hôm nay không chỉ bà con mà khách Tây cũng đầy rực vào thôi. Rất là tuyệt vời, chúng ta vừa đến với một tiết mục múa Ấn Độ do câu lạc bộ đến từ thành phố Tép Lên Xe của chúng ta thực hiện. Và tiếp theo chương trình chúng ta lại tiếp tục để thưởng thức một giọng ca hết sức là nhỏ tuổi sẽ đem đến cho chúng ta một giai điệu về quê hương, và đó là những gì chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Và trước khúc đến ca khúc này thì chúng tôi muốn tất cả các phụ huynh trong buổi tối ngày hôm nay hợp tác cùng ban tổ chức và làm ơn cho các cháu lùi xuống phía dưới để chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp nhất. Hơn nữa, hệ thống điện ở trên này sẽ có hơi phức tạp và để đảm bảo an toàn cho buổi tối các cháu trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta sẽ dành tràng pháo tay để chào đón dòng hát của cháu Quỳnh Anh với ca khúc Quê Hương Tôi. Thưa với quý vị bà con một điều rằng là hôm nay do số lượng khách ở trong hội trường của chúng ta quá lớn, thành thử ra là quý vị và anh chị nào nếu đến sau mà quý vị chưa có thực phẩm để dùng trong buổi tối ngày hôm nay thì xin quý vị chúng ta ở phía ngoài hành lang, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng với những bàn tiệc tiếp theo.
Một nữa chúng tôi thay mặt ban tổ chức chân thành xin lỗi tới toàn thể quý vị bà con, do hội trường và số lượng bà con hôm nay tham dự quá đông nên là ở phía trong hội trường còn có một số quý vị và anh chị chúng ta chưa dùng bữa tối, thì xin mời quý vị chúng ta trở về với hành lang để chúng ta dùng bữa tối. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với ca khúc Tốt Ca Đường Chúng Ta Đi. Sẽ là câu lạc bộ văn nghệ đến từ thành phố Tép Lý Xe, và xin quý vị bà con chúng ta dành tràng pháo tay đi ạ. Như vậy là chúng ta vừa đến với ca khúc Đường Chúng Ta Đi, rất là tuyệt vời.
Và kính thưa quý vị, trước khi đến với ca khúc tiếp theo thì chúng ta lại phải nói như thế này. Tại sao Việt Nam của chúng ta lại chia thành 3 miền và có nhiều phong tục tập quán khác nhau? Bắc, Trung, Nam, vậy thì thực ra là như thế nào? Sở dĩ người Việt của chúng ta đều bắt nguồn từ đồng bằng sông Hồng. Và do mở rộng thì bờ cõi sau này mà chính vì vậy là chúng ta tiến vào phía Nam. Và mỗi địa phương thì chúng ta lại có những ca khúc, những phong tục và họ những ca khúc rất là tuyệt vời. Và để siết chặt cái tình cảm cũng như giữa Uchinat Labem và thành phố Teplice của chúng ta, thì mỗi sự kiện chúng ta lại có sự giao lưu giữa hai thành phố và hai hội đoàn của chúng ta. Chính vì vậy, đến với hội người Việt Nam tại thành phố Teplice năm nay, câu lạc bộ văn nghệ đến từ Uchinat Labem sẽ gửi tới quý vị của chúng ta một ca khúc rất là rộn vàng, Quảng Bình Quê Ta Ơi. Và xin quý vị bà con chúng ta dành cho đây để chào đón đội văn nghệ đến từ thành phố Uchi ạ.
khoan khoan hò khoan cởi hàng dương say khoan khoan hò khoan cởi đời hát ca tên anh những người anh hùng khoan khoan hò khoan còn nhớ chưa khoan khoan hò khoan những ngày tháng chia khoan khoan hò khoan canh gác ven biển ôi anh chiến sĩ canh gác bầu trời mỗi một ngày qua quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm ngày mong say cây quảng bình quê ta ơi của quê hương ta yêu quý Quảng Bình quê ta ơi con người như mòn người mẹ chỉ thiên tâm lòng sắt son hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một xin cảm ơn các anh chị đến từ thành phố Uchinaleben. Chúng ta vừa trở về với quê hương mà mọi người đang ước đèo ngang trở thành đèo đứng. Đèo ngang là vùng đất của Quảng Bình, mà đèo ngang có nghĩa là bà con Quảng Bình ở nhà thì bảo là đang nghèo, mà đèo đứng có nghĩa là đừng nghèo nữa. Mà cứ Việt Kiều nhiều thế này hay là miền Trung hay ở đâu đấy thì chúng ta vẫn cứ cảm thấy là ngoại tệ cứ nhiều thì giàu lên thôi. Có một vấn đề mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bà con của chúng ta thế này. Thường thì vài dịp đầu xuân thì người Việt của chúng ta là hay đến chùa để cầu an, cầu lợi, cầu tài. Nhưng mà các ông ấy thì thường là về Tết xong lại theo các bà vợ đến ở những cái cầu chùa để mà cầu. Thế nhưng mà khổ nỗi các ông lại theo đến mà không vào ở phía trong để mà thắp hương cho Bồ Tát, mà ở chìa ngoài thắp hương cho hai con sư tử là ở ngoài cái cổng chùa thôi. Thì cái chủ trì ra mới hỏi rằng là bây giờ là tôi hỏi ông là ông đến đây thì ông không thắp hương cho Bồ Tát thì thắp hương sư tử làm gì? Thì ông ấy trả lời hiển nhiên thế này, thưa với là chủ trì rằng vợ con ở nhà thì cũng hiền thôi, nhưng mà con chỉ mong hai con sư tử này nó đấu con sư tử ở nhà thắng là được, cho con không cần thêm gì nữa, đúng không ạ? Vâng, nói vậy thì mấy cái ông mà vỗ tay to thế này là cũng hơi nghi. Chính vì vậy là nhân cái dịp mà Tết này xong rồi còn một ít thời gian nữa là chúng ta sẽ về với Tết Nguyên Đán, thì mong bà con của chúng ta lại với những vấn đề như vậy. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị các anh chị trong một ca khúc bằng tiếng Séc của cháu Vân Anh. Bởi vì hôm nay chúng ta thấy ngoài bà con thì rất là nhiều những cái đại biểu đến từ tận nước sở tại và giữ những cái cương vị rất là lớn tại thành phố thép lý xe của chúng ta. Và xin mời cháu Vân Anh với một ca khúc, chúng ta trở về sân khấu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy một ca khúc chúng ta vừa đến với một ca khúc tương xét để gửi tới cho tất cả quý vị và đặc biệt là những vị khách tài nước sở tại của chúng ta. Và kính thưa quý vị, mùa xuân là mùa của đâm chồi nảy lộc, mùa của sự hội tụ những gia đình và có những người đã ra đi hàng biệt chục năm không về. Chính vì vậy mà những nhà thơ đã cho ra những câu thơ rất là trữ tình: mẹ già nua tóc bạc ngóng con về, hay là xuân này con về mẹ ở đâu, bởi sinh con cái ra mong một ngày con gái trưởng thành và khôn lớn làm ăn xa biển biệt trở về thăm quê. Và nỗi niềm của những người con xa quê lại càng sâu lắng hơn. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị anh chị chúng ta sẽ đến với ca khúc Xuân này con về mẹ ở đâu với sự thể hiện của giọng ca Xuân Định. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa sơ xác hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng trông. Trong thời chinh chiến bao mùa xuân con chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu, còn đâu năm tháng thơ dài giáo thư bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Con chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã ra đi.
xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hát con đâu năm tháng xưa thơ dại dạo thưa bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa con đâu năm tháng xưa thơ dại dạo thưa bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Xuân Định. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa quý vị, chúng ta đã được thưởng thức một điệu múa Ấn Độ do tốp ca nữ câu lạc bộ thành phố Tbilisi trình bày. Và sau đây, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu và cùng thưởng thức một điệu múa quạt. Biên đạo múa chị Mai Huê với nhạc phẩm Tình ca Tây Bắc do các chị em phụ nữ câu lạc bộ văn nghệ thành phố Tbilisi trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe.